Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn về Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay: MU thỏa thuận mức lương với Marquez Serie A. Lingard hiện tại là người quan trọng nhất của MU. Vấn đề của Rondo đã bắt đầu xuất hiện tại MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU thỏa thuận mức lương với Marquez Serie A. La Gazzetta dello Sport tiết lộ MU đã để mắt đến tiền vệ Francesi của AC Milan. Anh được coi là mục tiêu để thay thế Paul Pogba trong trường hợp cầu thủ người Pháp quyết định rời khỏi Old Trafford. Francesi còn thời hạn hợp đồng tới tháng 6 năm 2022 với AC Milan. Đội bóng Serie A muốn giữ chân anh nhưng gặp khó khăn về tài chính. Đại diện của Francesi yêu cầu mức lương mới 8 triệu euro trên một năm, nhưng Milan chỉ đáp ứng tối đa được mức 6,5 triệu euro trên một năm. Bởi vậy, Milan sẽ đối mặt với nguy cơ mất ngôi sao của mình. Vào tháng 1 năm 2022, Francesi sẽ được tự do ký thỏa thuận tiền hợp đồng với các câu lạc bộ nước ngoài. Thêm một lần MU mất điểm vì Fred, Solskjaer liệu đã nhận ra sai lầm? Man United tiếp tục cho thấy phong độ thi đấu phập phù của mình khi chỉ có được một điểm trước Everton. Có vẻ trận thắng nghẹt thở trước Villarreal chỉ tạm thời giải tỏa những áp lực cho Solskjaer, còn những vấn đề của Manchester United vẫn chưa thể được giải quyết. Trận hòa như thua trước Everton một lần nữa chứng minh cho điều đó. Đây là trận đấu mà Solskjaer có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, nói đến từ việc Quỷ Đỏ có nhiều nguyên nhân sự bị chấn thương cũng như bị họ vừa trải qua một trận đấu rất tốn sức hồi giữa tuần. Tuy nhiên, dù Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị thì tiền vệ Fred vẫn là cái tên được Solskjaer cho phép xuất phát ngay từ đầu. Và nếu niềm tin mà Solskjaer đặt vào Anthony Martial trên hàng công phần nào được đáp trả bằng bàn thắng đẹp ở phút 43, thì tiền vệ người Brazil chỉ mang đến cho người hâm mộ Quỷ Đỏ những nỗi thất vọng. Trong suốt 70 phút thi đấu ở trên sân, Fred chỉ có được một pha đi bóng thành công, một lần tắc bóng chuẩn xác, còn lại anh đều mất quyền kiểm soát bóng một lần và quan trọng nhất, pha tranh chấp thiếu khôn ngoan với cầu thủ Everton ở phút 65 đã mở ra tình huống có bàn cho đội khách. Thực tế, đây là điều mà các chuyên gia đã dự báo từ trước. Fred là cầu thủ chỉ cao tầm 1m7 và cũng không quá dài người. Bất chấp anh có khả năng kéo bóng, thì việc tranh chấp kém khiến Fred gặp bất lợi lớn khi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Solskjaer đã cố gắng bù đắp khuyết điểm tranh chấp của Fred bằng cách cho anh chơi bên cạnh một Scott McTominay lực lưỡng. Nhưng xem ra, cách chơi này của Solskjaer đã sớm bị các đối thủ khắc chế. Rõ ràng, Man United cần phải thay đổi trong thời gian tới, không chỉ ở trong khâu nhân sự mà còn là ở mảng chiến thuật. Cụ thể, đội hình 4-2-3-1 với hai tiền vệ trụ của Man United đã không còn mang lại cho họ nhiều điểm số. Phải chăng đây là thời điểm để Solskjaer mạnh dạn chơi với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn? Hoặc thậm chí là đội hình 3-5-2, nơi họ không cần một tiền vệ trung tâm nhất định nào ở khu vực giữa sân. Theo đó, sơ đồ 4-3-3 đã được Solskjaer sử dụng trong quá khứ. Khi ấy, McTominay sẽ đá trụ, chơi ngay trên anh ở vị trí số 8 là Bruno Fernandes và Paul Pogba. Đây là sơ đồ lý tưởng nhất nếu Quỷ Đỏ loại bỏ Fred khỏi đội hình. Với sơ đồ 3-5-2, Man United sẽ tận dụng được cả Cavani lẫn Ronaldo. Bên cạnh đó, ở giữa sân, Solskjaer có thể tùy ý sử dụng Bruno Fernandes, Pogba bên cạnh những cầu thủ như Matic, McTominay, Mata hay Van de Beek. Thực tế, sơ đồ này không cần một tiền vệ trụ thực thụ, họ đã có quá đông quân số ở giữa sân. Trung vệ Raphael Varane cũng là một người có khả năng đá thông tốt, do đó, câu chuyện phòng ngự từ xa sẽ được giải quyết phần nào. Vấn đề còn lại là Solskjaer cần phải giúp đội hình Man United linh hoạt hơn dù chơi với bất kỳ sơ đồ nào. Nếu đội hình quá tĩnh, đối phương sẽ dễ dàng tìm được cách phòng ngự. MU kháng cáo thẻ đỏ của Wan-Bissaka. Wan-Bissaka phải nhận thẻ đỏ ở phút 35 ở trận gặp Young Boys sau pha vào bóng vụng về dẫn đến việc dẫm chân vào chân Christopher Martin. Anh bị cấm thi đấu một trận và bị nâng lên thành hai khi UEFA tuyên bố đó là pha vào bóng thô bạo. Nhưng vào giữa tuần qua, De Bruyne của Man City cũng thực hiện một pha tranh chấp giống hệt vậy với Isdistraquie trong trận PSG-Man City nhưng chỉ nhận thẻ vàng. MU cho rằng nếu so sánh, án phạt của Wan-Bissaka là quá nặng và họ quyết định kháng cáo. Huấn luyện viên Solskjaer thể hiện sự bất bình, ông nói: "Tôi rất ngạc nhiên, rất thất vọng. Tất nhiên chúng tôi sẽ kháng cáo. Đó gần như là lệnh cấm 3 trận vì chúng tôi đã chơi thiếu người trong 2/3 trận. Nếu bạn nhìn vào 3 pha bóng khác từ phía Man City, nó có lẽ nguy hiểm hơn nhưng lại chỉ nhận thẻ vàng. Đó là sự mâu thuẫn." Lingard hiện tại là cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ Đỏ. Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Villarreal hồi giữa tuần để mang về chiến thắng thứ hai sau 5 trận cho Man United. Tuy nhiên, chính siêu dự bị Jesse Lingard là người mở ra khoảnh khắc đầy cảm xúc bằng một pha che chắn và chuyền bóng thông minh. Và cầu thủ 28 tuổi là người đóng góp hiệu quả nhất cho Man United về mặt thành tích sau những tuần đầu mùa giải.
chỉ góp mặt 136 phút thi đấu, Lingard đã có 2 pha bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp đội chủ sân Old Trafford ghi bàn sau mỗi 45 phút anh có mặt trên sân. Tất cả những khoảnh khắc này đều được Lingard tạo ra từ ghế dự bị. Anh cũng là cầu thủ chơi tốt nhất trong trận thua trước The Hammers ở League Cup. Rõ ràng, Lingard xứng đáng được ra sân nhiều hơn thời gian tới. Solskjaer thừa nhận sau trận thắng Villarreal rằng Lingard không hài lòng với vai trò dự bị. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, Solskjaer cần sử dụng anh nhiều hơn nếu không muốn mất anh vào mùa đông này. Mino Raiola lại kéo Paul Pogba rời Man United. Tương lai của Paul Pogba tại Manchester United chưa bao giờ được yên ổn, nhất là sau khi người đại diện Mino Raiola từng tuyên bố sự quan tâm của các câu lạc bộ lớn, đồng thời có những lời nói nhằm mong muốn đưa tiền vệ người Pháp rời Manchester. Dù với mục đích gì, những hành động của gã hám tiền đại diện cho Pogba vẫn luôn khiến báo chí, người hâm mộ và giới chuyên môn chao đảo. Trong đó, bản thân Pogba dù chuyên nghiệp và cống hiến hết mình cho Man United nhưng vẫn bị những thông tin về tương lai ít nhiều làm cho sao nhãng. Hiện tại, hợp đồng của Pogba với Quỷ Đỏ chỉ còn đến mùa hè 2022 và nếu không ký thỏa thuận mới, Pogba sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo nguồn tin từ El Nacional, Real Madrid đã trở thành điểm đến khả dĩ nhất cho Paul Pogba. Đồng thời, người đại diện Mino Raiola đang cố gắng thuyết phục tiền vệ sinh năm 1993 gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha. Ngoài Real Madrid, Pogba cũng là chữ ký được PSG cân nhắc. Paul Pogba đã có khởi đầu mùa giải ấn tượng với Man United khi đóng góp đến 7 kiến tạo. Tài năng của tiền vệ người Pháp là điều mà khu trung tuyến Solskjaer luôn rất cần để gia tăng sự sáng tạo với những miếng đánh trực diện. Vấn đề của Rondo bắt đầu xuất hiện tại MU. Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ trong màu áo Man United. Ronaldo ghi bàn, Quỷ Đỏ giành được chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa giải năm nay. Đó là một cú sút quyết đoán cho thấy phẩm chất của siêu sao hàng đầu. Trải qua 5 trận đấu, Ronaldo có 5 bàn thắng, một thành tích tuyệt vời đối với một cầu thủ đã 36 tuổi. Rõ ràng, CR7 mang tới cảm xúc thăng hoa và bàn thắng ở phút 95 vào lưới Villarreal là một bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, cổ động viên Man United có lý do để lo lắng với những gì Ronaldo đang thể hiện. Một trong những vấn đề lớn nhất vốn được phân tích trước khi Ronaldo có mặt ở Old Trafford đã xuất hiện, đó là việc CR7 rất ít khi pressing. Theo thống kê từ Atlantic, cựu sao Juventus pressing đoạt bóng ít hơn bất kỳ tiền đạo nào đã chơi từ 270 phút trở lên ở Premier League mùa này. Tổng cộng, Ronaldo chỉ thực hiện 2,7 lần pressing trong mỗi 90 phút, thấp nhất Premier League. Phong cách này trái ngược hoàn toàn với Edinson Cavani. Chân sút người Uruguay hoạt động năng nổ, cực kỳ chăm chỉ để gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Trong đó nổi bật là tình huống Ronaldo bỏ bóng, nhưng Cavani vẫn gắng sức đuổi theo và đoạt lại quyền kiểm soát cho Man United trong trận gặp Villarreal hồi giữa tuần. Với những bàn thắng đã mang lại, có thể Ronaldo khiến tất cả không quan tâm đến việc anh chạy chỗ hoặc gây áp lực như thế nào lên hàng phòng ngự đối phương. Dù vậy, về lâu dài, đây là cách chơi có thể khiến Man United bị động. Trong một đối thủ chơi pressing gàn rắn và gây sức ép liên tục, chắc chắn Ronaldo trở thành điểm yếu đối với Man United. Vấn đề này đã xuất hiện từ lâu. Trong số các tiền đạo ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa trước, Ronaldo nằm trong số 2% thấp nhất khi thực hiện pressing. Thực tế, câu chuyện ghi bàn chưa bao giờ làm khó Man United. Thật vậy, Quỷ Đỏ ghi nhiều bàn thứ nhì, 73 bàn trong 38 trận ở Premier League mùa trước và ghi 15 bàn trong 6 trận tại Champions League, nhưng vẫn bị loại ở vòng bảng. Nhìn chung, Ronaldo có thể vẫn nổ súng, đóng góp bàn thắng cho Man United, nhưng anh khó có thể cải thiện lối chơi cho Quỷ Đỏ. Bóng đá là trò chơi tập thể và việc một cầu thủ lạc nhịp so với đồng đội cũng khiến câu lạc bộ gặp rắc rối. Bóng đá hiện đại đòi hỏi mọi cầu thủ phải pressing, giúp đội bóng vận hành chân chu. Điều này Ronaldo chưa làm được. Tuổi tác không cho Ronaldo hoạt động tích cực suốt cả trận và Man United cần phải chấp nhận thực tế. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.